chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Dương Râu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục điểm tin công nghệ trong ngày, được phát sóng vào 8 giờ sáng các ngày trong tuần. Và bây giờ sẽ là tin tức đầu tiên. IQ Z1 sở hữu chip khủng, màn hình 144Hz và ra mắt vào ngày 19 tháng 5. Công ty con của Vivo là IQ đang chuẩn bị ra mắt một mẫu điện thoại mới có tên là IQ Z1 vào ngày 19 tháng 5 tại Trung Quốc. IQ Z1 sẽ được cung cấp sức mạnh bởi bộ vi xử lý DIMM VT 1000+. Đây là con chip có hiệu năng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại của MediaTek và sẽ đi kèm với tần số quét màn hình là 144Hz. Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là thiết bị sẽ được ra mắt, nhưng các thông tin về thông số kỹ thuật đã bị rò rỉ trên Geekbench. Hình ảnh từ cơ sở dữ liệu Geekbench cho biết IQ Z1 với model là Vivo V1986A đã đạt được 786 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 3.075 điểm trong bài kiểm tra đa nhân, thấp hơn một chút so với các bộ vi xử lý khủng nhất ở thời điểm hiện tại như Snapdragon 865 hay Kirin 990 5G. Hơn nữa, Geekbench còn cho biết, xung nhịp của con chip này sẽ là 2GHz, có 8 nhân và sẽ đi kèm với 8GB. Thêm vào đó, cơ sở dữ liệu còn xác nhận rằng IQ Z1 sẽ được chạy hệ điều hành Android 10 mới nhất khi được bán ra. Theo như các thông số kỹ thuật còn lại của thiết bị, IQ Z1 được xác nhận là sẽ có một màn hình với tần số quét là 144Hz, nhưng khả năng cao chiếc máy này sẽ chỉ được trang bị một tấm nền IPS LCD vì nó có một cảm biến vân tay được đặt ngay ở cạnh bên. Thêm vào đó, IQ Z1 sẽ có một viên pin với dung lượng là 4500mAh và hỗ trợ sạc nhanh lên tới 44W. Cuối cùng, IQ Z1 sẽ đi kèm với dạng màn hình đục lỗ và nơi đó sẽ là vị trí đặt camera selfie ở góc trên cùng bên phải của thiết bị. BKAV sẽ ra mắt smartphone 4G có giá chưa tới 500.000 đồng. BKAV đang hợp tác với công ty KOS Technology để phát triển hệ điều hành cho dòng điện thoại mới với mục tiêu phổ cập smartphone 4G tại Việt Nam. Tuy nhiên, giá bán vẫn đang là một rào cản khó khăn. Do đó, một số nhà sản xuất và nhà mạng tại Việt Nam đang cùng phát triển dòng điện thoại 4G có mức giá phù hợp với đại đa số người dân trong năm nay. Dù giá rẻ, smartphone này cũng cần có một hệ điều hành tối ưu, gọn nhẹ, hỗ trợ kết nối 4G, Wi-Fi, GPS cùng với những tính năng thiết yếu. Theo ông Nguyễn Bá Cơ, giám đốc của BKAV cho biết rằng có được thỏa thuận phát triển KOS là bước đi đầu tiên để sớm đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ không mang thương hiệu Bphone, là bản kế thừa của Firefox OS. KOS bắt đầu nổi lên từ cách đây hơn 3 năm, được tối ưu hóa để hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu cơ bản như truy cập Google, YouTube, Facebook. Hệ điều hành này cũng có những ưu điểm nổi bật như không yêu cầu cao về vi xử lý, bộ nhớ RAM và tiêu thụ ít năng lượng. Nokia 8110 4G là một trong những chiếc điện thoại hỗ trợ 4G dùng KOS được bán tại Việt Nam từ 2018 với giá 1,68 triệu đồng. Trước đó, tại hội nghị do Ban Quản lý Nhà nước được tổ chức vào đầu tháng 3, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết năm 2020 sẽ là năm chuyển đổi số quốc gia. Một trong những chương trình cần triển khai giai đoạn này là đẩy nhanh việc phổ cập smartphone cho người Việt, giúp người dân có thể mua smartphone với mức giá khoảng 20 đô, tức chưa đến 500.000 đồng. Việc sản xuất smartphone giá 45 đến 50 đô là hoàn toàn khả thi. Cứ thế, nhà sản xuất sẽ kết hợp với nhà mạng để bù giá 10 đô cho mỗi máy và mỗi nhà phát triển ứng dụng sẽ hỗ trợ thêm 1 đô để ứng dụng có thể được cài sẵn trên máy. Dự kiến sẽ có khoảng 10 ứng dụng được cài cùng trợ giá từ nhà sản xuất, điện thoại đến tay người dùng. Như vậy, điện thoại khi đến tay người dùng sẽ chỉ còn khoảng 20 đô. Theo thống kê của các hãng nghiên cứu thị trường, tới đến năm 2019, vẫn còn khoảng 55% người Việt chưa sở hữu điện thoại thông minh. Và phân khúc smartphone giá dưới 1 triệu tại Việt Nam hầu hết đều đến từ các thương hiệu của Trung Quốc. Đây cũng là thông tin cuối cùng có trong bản tin của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao những thông tin trên? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.